Kinh Viên Giác. Tôi nghe như vậy: một thuở nọ, Đức Phật nhập định thần thông Đại Quang Minh Tạng, là nơi trụ trì thường tịch quan trang nghiêm của tất cả Như Lai, cũng là nơi giác ngộ vốn trong sạch của tất cả chúng sanh. Tất cả thánh phàm đều tùy thuận bản thể bình đẳng bất dị của tự tánh đầy khắp mười phương không gian và thời gian, thân tâm tịch diệt mà hiện cảnh bất nhị nơi các cõi tịnh, cùng với mười vạn đại Bồ Tát đều nhập chánh định, đồng sự pháp hội bình đẳng của Như Lai. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đứng dậy, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Xin Thế Tôn Đại Bi, vì tất cả pháp hội giảng về nhân địa phát tâm trong sạch của Như Lai, phải dựa theo pháp nào, tu theo hành gì mà được thành Phật? Nhiều người đã phát tâm trong sạch, nguyện độ chúng sanh thành Phật, nhưng chẳng biết dùng tâm tu hành như thế nào mới được chánh tri kiến, xa lìa các thiền bệnh, khiến cho chúng sanh thời mạt pháp ở vị lai cầu pháp đại thừa không rơi vào tà kiến. Lành thay, lành thay, ông khéo vì các Bồ Tát hỏi về nhân địa phát tâm của Như Lai dựa theo pháp nào, tu hành gì, là vì tất cả chúng sanh đời mạt pháp cầu pháp đại thừa được trụ nơi chánh pháp, chẳng rơi vào tà kiến. Này ông và đại chúng hãy lắng nghe, Như Lai sẽ tuyên nói. Lúc ấy Bồ Tát Văn Thù và đại chúng hoan hỷ vâng lời Phật dạy, im lặng mà nghe. Này các vị, có pháp môn tổng trì nhiệm màu vô thượng gọi là Viên Giác, từ pháp này kiến lập tất cả thanh tịnh, chân như, bồ đề, niết bàn và ba la mật để dạy Bồ Tát và chúng sanh về nhân địa phát tâm của tất cả Như Lai, đều nên nương theo giác tướng trong sạch chiếu soi đầy đủ, dứt hẳn vô minh mới thành Phật đạo. Này các vị, tất cả chúng sanh từ vô thị đến nay bị nhiều điên đảo, ví như kẻ lạc đường nhận lầm phương Nam thành phương Bắc, vọng cho tứ đại là thân tướng thật của mình, ví như kẻ bị nhậm thấy hoa đốm và thấy mặt trăng thứ hai. Này các vị, hư không vốn chẳng có hoa đốm, vì bệnh nhậm mà ảo giác vọng chấp thành có. Do vọng ấy, chẳng những không biết tánh hư không, lại còn lầm nhận chỗ sanh ra hoa đốm là thật. Từ cái vọng này thành có sanh tử luân hồi, nên gọi là vô minh. Này các vị, vô minh này không có thực thể, như người trong mộng, lúc chiêm bao thì có, đến khi thức tỉnh thì không còn gì cả. Tất cả chúng sanh sở dĩ có sự sanh tử luân hồi là vì các pháp vốn vô sanh mà vọng thấy có sanh diệt. Này các vị, Như Lai do tu theo tự tánh viên giác, chiếu soi bản thể của tự tánh vốn tịch diệt, biết rõ thân tâm, thế giới như hoa đốm trên không, thân tâm vốn không, lý gì để thọ sanh tử luân hồi? Cái không này là vì bản tánh vốn không, chẳng phải do tạo tác thành không. Cái biết đó ví như hư không, kẻ biết như hư không đó tức là tướng hoa đốm, cũng chẳng thể nói không có tánh tri giác. Có với không đều lìa, đó mới gọi là tùy thuận giác tánh trong sạch. Tại sao? Vì tánh hư không thường trụ bất động, trong Như Lai tạng vốn chẳng có sự sanh diệt, nên chẳng có tri kiến sanh diệt trong đó. Cũng như pháp giới tánh rốt ráo viên mãn đầy khắp mười phương không gian và thời gian, Bồ Tát vì thế ở nơi đại thừa phát tâm trong sạch, chúng sanh trong đời mạt pháp theo đó tu hành, chẳng đọa tà kiến. Lúc ấy Bồ Tát Phổ Hiền bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu thế giới như huyễn, thân tâm như huyễn, tại sao chúng sanh lại dùng huyễn để tu huyễn? Cúi xin Thế Tôn chỉ dạy phương tiện tu tập trình tự để lìa hẳn các huyễn. Này các vị,
mọi thứ huyện hóa đều sanh nơi diệu tâm viên giác của Như Lai, cũng như hoa đốm từ hư không mà có. Hoa đốm dù diệt, tánh hư không chẳng hoại. Huyện tâm của chúng sanh dù theo huyện diệt, các huyện diệt hết, bản giác chẳng động. Do huyện nói giác, giác cũng là huyện. Nếu nói có giác thì vẫn chưa lìa huyện, nói không có giác thì cũng như thế. Nên nói các huyện diệt hết gọi là bản giác bất động. Này các vị, tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp nên xa lìa tất cả huyện hóa. Những cảnh giới hư vọng do vọng tâm cố chấp mà sanh, nay xa lìa vọng tâm, cái tâm năng lìa cũng là huyện, cũng phải xa lìa. Có sự xa lìa vẫn là huyện, cũng phải lìa luôn. Lìa rồi lại lìa nữa, đến chỗ không còn sở lìa mới dứt hẳn các huyện. Ví như dùi cây lấy lửa, lửa phát ra thì cây cháy thành tro, khói diệt tro bay, đất nơi đốt vốn chẳng động. Dùng huyễn tu huyễn cũng như thế, các huyễn diệt hết nhưng chẳng phải đoạn diệt. Này các vị, biết huyễn tức là lìa, chẳng lập phương tiện. Lìa huyễn tức là giác, cũng chẳng thứ lớp. Tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp theo đó tu hành, như thế mới lìa hẳn các huyễn. Nghe Đức Phật giảng xong, Bồ Tát Phổ Nhãn bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát phải an trụ và quán tâm như thế nào, và dùng phương tiện gì để hóa độ chúng sanh một cách hữu hiệu trong thời mạt pháp? Này các vị, những Bồ Tát sơ học và chúng sanh đời mạt pháp muốn cầu tâm viên giác trong sạch của Như Lai, nên dùng chánh niệm để xa lìa các huyễn. Muốn giữ chánh niệm, trước tiên phải nương theo hạnh Samatha của Như Lai, kiên trì giới cấm, cho độ chúng an cư tĩnh tọa trong tịnh thất. Hành giả, trước tiên hãy quán thân này là do tứ đại hòa hợp. Những thứ tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, não, chất bẩn đều thuộc về địa đại. Nước mắt, nước mũi, mồ hôi, mỡ, máu, mủ, đờm, giải, tiểu, tiện, vân vân đều thuộc về thủy đại. Hơi ấm là hỏa đại, hơi thở là phong đại. Nếu tứ đại lìa nhau thì thân này ở đâu? Quán xét như thế thì biết thân này chẳng có tự thể, do các đại hòa hợp thành có tướng. Thật ra đồng dư huyễn hóa, vì bốn duyên giả hợp với vọng, có lục căn, từ bốn đại sanh khởi sáu giác quan. Giác quan và đối tượng hòa hợp sanh khởi sáu thức. Do sáu thứ phân biệt sáu đối tượng, ghi nhớ tích tụ bên trong, tựa như có tướng nhân duyên hiện ra, nên giả gọi là tâm. Này các vị, cái vọng tâm này nếu chẳng có, sáu đối tượng cũng chẳng thể có, bốn đại tan rã thì cảnh trần cũng không còn. Nhân duyên giác quan và đối tượng đều tự tiêu tán, rốt cuộc cũng chẳng thấy có gì là tâm phan duyên. Này các vị, khi huyễn thân diệt, huyễn tâm cũng diệt. Huyễn tâm diệt rồi, huyễn trần cũng diệt. Huyễn trần diệt rồi, huyễn diệt cũng diệt. Cái biết huyễn diệt cũng diệt rồi thì phi huyễn, tức bản giác chẳng diệt, cũng như chùi gương bụi sạch gương sáng. Này các vị, phải biết thân tâm cũng là cấu bẩn của huyễn, tướng cấu bẩn diệt hẳn thì mười phương trong sạch. Này các vị, ví như hạt châu mani, bản thể trong sạch vốn chẳng màu sắc, tùy theo màu sắc bên ngoài tương phản vào mà người quán sát thấy màu sắc ấy. Kẻ mê chẳng biết, cho rằng hạt châu mani thật có màu sắc. Này các vị, tánh trong sạch của viên giác cũng như thế, tùy loại cảm ứng hiện ra thân tâm, kẻ mê chẳng biết lại cho bản thể viên giác thật có thân tâm sắc tướng,
chấp thành tự tướng cũng như vậy. Chúng sanh do đó chẳng thể xa lìa huyễn hóa. Đối với người đã lìa được cấu bẩn của huyễn hóa được gọi là Bồ Tát. Cấu bẩn là sở lìa, Bồ Tát là năng lìa. Cấu bẩn sạch tức sở lìa hết, đối đãi trừ tức năng lìa hết. Vậy chẳng còn năng sở tương đối để lìa cấu bẩn, và tên gọi người năng lìa. Này các vị, Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp nhờ quán xét diệt được những bóng hình của vọng tâm tạo ra thì chứng được các pháp đều huyễn. Lúc ấy liền thấy mười phương trong sạch, vô biên hư không là bản giác sở hiện. Bản giác tràn đầy sáng tỏ, hiển hiện thâm tâm trong sạch. Vì tâm trong sạch nên thấy trần trong sạch, cái thấy trong sạch nên con mắt trong sạch, con mắt trong sạch nên nhận thức của mắt trong sạch. Do nhận thức của mắt trong sạch nên nghe trần trong sạch, nghe trong sạch nên tai trong sạch, lỗ tai trong sạch nên cái nghe trong sạch. Do cái nghe trong sạch nên trần trong sạch. Tương tự, mũi, lưỡi, thân, ý đều cũng trong sạch như vậy. Này các vị, do sáu giác quan trong sạch nên hình thể, âm thanh, mùi, vị, xúc chạm và ý tưởng của tâm đều trở nên trong sạch. Này các vị, do sáu đối tượng giác quan trong sạch nên các yếu tố đất, nước, lửa, gió cũng đều trong sạch. Này các vị, do bốn yếu tố trong sạch nên 12 xứ, 18 giới cho đến 25 cõi sống trong ba cõi đều trong sạch. Vì các pháp thế gian của sáu phàm trong sạch nên các pháp xuất thế gian của bốn thánh như 10 lực, 4 vô sở úy, 4 trí vô ngại, 18 đặc tính của Phật, 37 yếu tố giác ngộ, vân vân đều trong sạch. Như thế cho đến 84.000 pháp môn tổng trì, tất cả đều trong sạch. Này các vị, nói tóm lại, tất cả pháp đều là tướng, chúng trong sạch. Vì thì một thân trong sạch nên nhiều thân trong sạch. Vì nhiều thân trong sạch như thế, cho đến mười phương chúng sanh viên giác trong sạch. Này các vị, theo sự trong sạch kể trên, cho một thế giới trong sạch nên nhiều thế giới trong sạch. Vì nhiều thế giới trong sạch như thế, cho đến khắp không gian và thời gian, tất cả bình đẳng trong sạch chẳng động. Này các vị, vì hư không bình đẳng chẳng động nên biết giác tánh chẳng động. Vì bốn đại bình đẳng chẳng động nên biết giác tánh bình đẳng chẳng động. Như thế cho đến 84.000 pháp môn tổng trì bình đẳng chẳng động. Này các vị, giác tánh cùng khắp trong sạch chẳng động, tròn đầy chẳng có ngàn mé, nên biết sáu giác quan cùng khắp pháp giới, sáu đối tượng của chúng cũng cùng khắp pháp giới. Như thế cho đến pháp môn tổng trì đều cùng khắp pháp giới. Này các vị, cho diệu giác ấy tánh vốn cùng khắp, nên tánh giác quan, tánh đối tượng chẳng hoại chẳng nhiễm. Vì giác quan và đối tượng chẳng hoại chẳng nhiễm như thế, cho đến pháp môn tổng trì chẳng hoại chẳng nhiễm. Như ánh sáng của trăm ngàn ngọn đèn chiếu trong một phòng, ánh sáng ấy cùng khắp chẳng hoại chẳng nhiễm. Này các vị, vì bản giác vốn thành tựu nên biết Bồ Tát chẳng bị pháp trói buộc, chẳng cần pháp giải thoát, chẳng chán sanh tử, chẳng ưa niết bàn, chẳng kính trì giới, chẳng ghét phá giới, chẳng trọng tu lâu, chẳng khinh sơ học. Tại sao? Vì tất cả đều ở trong bản giác. Ví như con mắt sáng tỏ, thấy rõ cảnh tượng trước mắt, ánh sáng ấy viên mãn, chẳng sanh yêu ghét. Tại sao? Vì bản thể ánh sáng không hai nên chẳng sanh yêu ghét vậy. Này các vị, Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp tu tập tâm này đều được thành tựu. Vì bản